Chào bạn đã đến với kênh Sĩ Hoàng Văn Sử Địa. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân vì sao những nền văn minh đầu tiên của thế giới lại ra đời ở Ai Cập và Lưỡng Hà nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Qua các nghiên cứu khảo cổ học, người ta đã khẳng định được rằng hai nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà phải có từ những năm 4000 trước công nguyên. Trong khi đó thì không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh văn minh Ấn Độ có trước năm 3250 trước công nguyên. Còn ở Trung Hoa thì cũng có thể khẳng định rằng không có nền văn minh nào ở đây thực sự phát triển trước năm 1500 trước công nguyên. Như vậy thì trước mắt, trong tầm hiểu biết của con người, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, thì Ai Cập và Lưỡng Hà chính là những nền văn minh cổ xưa nhất nhân loại. Vậy thì vì sao lịch sử văn minh lại chọn hai khu vực này? Nguyên nhân đầu tiên được cho là do cả Ai Cập và Lưỡng Hà tuy sở hữu cho mình một vùng đất cực kỳ phì nhiêu, nhưng diện tích lại cực kỳ hạn chế. Chúng ta hãy đến Ai Cập trước. Vùng đất này nằm ở thung lũng hạ nguồn sông Nin, đổ ra biển Địa Trung Hải ở phía Bắc. Mặc dù khu vực thung lũng này kéo dài trên dưới 1.200 km, bằng khoảng cách từ tỉnh Hà Giang đến Nam Trung Bộ của nước ta theo đường chim bay, nhưng bề ngang của thung lũng lại cực kỳ hẹp, ở một số nơi chiều rộng còn chưa tới 16 km, trong khi chỗ rộng nhất cũng chỉ 50 km. Tổng diện tích của toàn khu vực chưa tới 26.000 km2, còn nhỏ hơn cả đồng bằng sông Cửu Long của nước ta nữa. Sông Nin cần mẫn chảy trong suốt không biết bao nhiêu thế kỷ mới có thể khoét giữa sa mạc một thung lũng như thế này. Hai bên thung lũng là những vách đá lớn, chiều cao của chúng trung bình là từ 60 đến 600 mét. Chính nhờ phong cách bồi tụ phù sa kiểu đục khoét như thế này mà phù sa sông Nin mới không bị tràn ra ngoài thung lũng, mà tụ đặc hết ở đáy thung lũng, tạo thành một lớp phù sa cực kỳ dày đặc và màu mỡ, có nơi dày đến 9 mét. Chính điều này đã làm cho thung lũng sông Nin có một năng suất canh tác hoa màu ở mức đáng ngạc nhiên. Trong một năm, vùng đất này có thể canh tác tới 3 mùa vụ. Lương thực nhiều như vậy, tất yếu làm cho khu vực này có dân số cực kỳ đông đảo. Trong thời kỳ La Mã cai trị, vùng đất này được ghi chép là có tới 7 triệu người. Và có lẽ con số này còn ít hơn nhiều so với thời kỳ trị vì của các pharaoh. Ở bên ngoài thung lũng sông Nin thì chỉ toàn là cát và biển. Chính điều này đã làm cho dân số chỉ có thể tập trung ở trong thung lũng, không bị phân tán trên một diện tích rộng lớn. Điều kiện địa lý ở vùng Lưỡng Hà cũng tương tự như ở Ai Cập. Lưỡng Hà là vùng đất nằm giữa hai con sông là Tigre và Euphrates. Cả hai con sông đều đổ ra vịnh Ba Tư, nơi diễn ra cuộc chiến tranh vùng vịnh nổi tiếng. Hai con sông này chính là những đường giao thông thuận tiện giúp thúc đẩy giao thương giữa các vùng ở Lưỡng Hà. Nhờ vậy mà đã tạo ra độ gắn kết khu vực. Hai con sông chảy song song với nhau, khoảng cách giữa chúng cũng không quá lớn, có chỗ chưa tới 30 km. Ở vùng hạ lưu thì khoảng cách cũng không quá 70 km. Chúng cũng bồi đắp nên một vùng đồng bằng phù sa màu mỡ nhờ những đợt lũ lụt do băng tuyết từ các ngọn núi ở thượng nguồn tan chảy. Bao quanh Lưỡng Hà cũng toàn là hoang mạc. Kết quả là cũng như Ai Cập, dân cư Lưỡng Hà cũng không thể phân tán trên một vùng đất quá rộng lớn, mà họ phải sống tập trung trong vùng đất giữa hai con sông. Như vậy, chúng ta thấy điều gì ở địa lý của hai vùng đất trên? Đó là cả hai đều là những vùng đất hẹp và phì nhiêu, được bao bọc bởi hoang mạc khô cằn. Chính điều này đã làm cho dân cư của hai vùng không sống du mục được, mà chuyển sang lối sống định canh định cư. Hoa màu và lương thực dồi dào cũng giúp cho dân số tăng nhanh. Việc dân số đông đúc trên một vùng đất hẹp đã tạo nên sự gắn kết xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tư tưởng và khám phá. Khi dân số tăng thì nhất thiết cần có một cơ quan quản trị xã hội. Nhờ đó mà các chính quyền và các thể chế phụ trách sản xuất, phân phối của cải ra đời. Lực lượng quản trị này cũng đông đúc. Việc trao đổi thông tin nếu chỉ dùng lời nói sẽ không đáp ứng được. Chính vì nhu cầu này mà chữ viết cũng ra đời. Khí hậu cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành các nền văn minh ở cả hai khu vực. Khí hậu ở Ai Cập khô có lợi cho sức khỏe, những lúc nóng nhất cũng không tạo cảm giác khó chịu, khác hẳn với cái nóng oi bức của Hà Nội. Nhiệt độ trung bình của mùa đông Ai Cập dao động trong khoảng từ 13 đến 19 độ, còn của mùa hè là từ 28 đến 50 độ. Nhiệt độ mùa hè tuy chúng ta thấy cao như vậy, nhưng ban đêm trời thường mát với độ ẩm ở mức thấp. Lượng mưa ở vùng sông Nin tuy không đáng kể, nhưng những đợt lũ lụt hàng năm lại bù đắp cho việc thiếu mưa đó.
Nếu tận dụng được lượng nước này thì người dân có thể có nước tưới tiêu cho cây trồng trong khoảng thời gian còn lại trong năm. Chính điều này đã giúp khoa học Ai Cập cực kỳ phát triển do những yêu cầu cấp thiết của việc trị thủy. Khí hậu Ai Cập với đặc điểm nóng khô và lượng mưa thấp như vậy đã làm cho các bệnh nhiệt đới gần như không thể hoành hành ở vùng đất này. Gió cũng là một yếu tố quan trọng giúp Ai Cập sớm phát triển được một nền văn minh. Trong suốt 9 tháng trong năm, hướng gió chủ đạo là hướng thổi ngược dòng sông Nin, tức là từ Bắc vào trong Nam. Điều này là vô cùng thuận lợi cho giao thông đường thủy giữa miền Bắc và miền Nam của Ai Cập. Nếu bạn muốn đi xuôi dòng thì chỉ cần hạ buồm xuống, rồi xuôi theo dòng nước mà đi. Còn muốn ngược dòng thì căng buồm lên, để nhờ sức gió chống lại lực cản của nước. Ở Lưỡng Hà thì khí hậu bất lợi hơn, nắng nóng mùa hè gay gắt, độ ẩm cũng cao hơn Ai Cập. Kết quả là các bệnh nhiệt đới hoành hành mạnh mẽ hơn ở đây. Những đợt gió nóng thổi từ Ấn Độ Dương vào đây cũng làm suy nhược con người. Tuy nhiên, cũng chính những đợt gió nóng này lại tạo điều kiện thuận lợi cho cây trà lá phát triển. Chính vì vậy nên lương thực của vùng Lưỡng Hà cũng vô cùng nhiều. Điều này đã khuyến khích dân cư từ các vùng xung quanh di cư đến đây. Như vậy chúng ta có thể thấy, lượng mưa ở cả Ai Cập và Lưỡng Hà khá ít. Những đợt lũ hàng năm của các con sông tuy đem đến một lượng nước dồi dào, nhưng khi lũ hết, nếu không có các biện pháp dự trữ thì chỉ dăm bữa nửa tháng là đất đai sẽ khô cứng trở lại, khó để tạo nên các mùa màng bội thu. Chính vì vậy, nhu cầu trị thủy ở cả hai vùng là cực kỳ cấp thiết. Các hệ thống tưới tiêu cần được xây dựng để có thể tận dụng được sự phì nhiêu của đất. Chính vì những yêu cầu này mà khoa học ở cả hai vùng đều cực kỳ phát triển, tạo ra rất nhiều phát minh lớn cho nhân loại. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Vậy giữa Ai Cập và Lưỡng Hà thì ai cổ xưa hơn và ai văn minh hơn? Nếu nói về độ văn minh thì có lẽ Ai Cập văn minh hơn Lưỡng Hà. Nguyên do là vì lãnh thổ Ai Cập rất khó bị xâm lược. Thực tế lãnh thổ Ai Cập gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Các sa mạc xung quanh thì đều cực kỳ khắc nghiệt, không có ai sinh sống. Ai Cập lại còn được bảo vệ bởi Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Con đường duy nhất có thể dẫn tới Ai Cập từ bên ngoài là qua bán đảo Sinai, bán đảo ngăn cách giữa Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Chính vì lãnh thổ khó bị xâm lược như vậy nên văn minh Ai Cập gần như phát triển liên tục không ngừng. Còn Lưỡng Hà thì ngược lại, lãnh thổ cực kỳ dễ tổn thương. Vùng đất xung quanh tuy không màu mỡ nhưng cũng không quá khắc nghiệt nên vẫn hình thành nên các bộ lạc man dợ. Bọn họ thường xuyên quấy nhiễu Lưỡng Hà, thậm chí còn xâm chiếm và cai trị Lưỡng Hà như dân tộc Cassit đã làm. Kết quả là văn minh bị kéo lùi lại. Còn về độ cổ xưa thì sao? Ai cổ xưa hơn? Nhiều chứng cứ đã cho thấy Lưỡng Hà cổ xưa hơn Ai Cập. Rất nhiều các nghiên cứu khảo cổ đã cho thấy các phương pháp xây dựng công trình, các mô típ nghệ thuật và các thành phần trong hệ thống chữ viết Ai Cập là có nguồn gốc của Lưỡng Hà. Nó đã cho thấy rõ những thành tựu Lưỡng Hà đã được tỏa sáng đến văn minh Ai Cập. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.